nên mấy hôm nay khi nó đi tắt tiếng thì là mấy cái bài giảng nó bị ngưng. Nhưng mà thằng Hiệp mấy em nó làm cái trang YouTube, tôi mấy trang YouTube sẽ đòi hỏi nó một ngày nó phải có một hoặc hai video mà từ 10 phút trở lên thì nó mới đầy đạt, nó mới quay giống như cái máy nó quay liên tục. Mà cái khàn tiếng này gọi là lực bất tòng tâm là chịu thua. Thứ nhất kia là tại vì thầy nói thật là tôi ham trồng, bởi vì năm nay á mình trồng nó không có giết côn trùng nhiều, vừa bị đóng qua mấy côn trùng nó đi xuống dưới trời này, không có giết côn trùng nhiều. Thứ hai nữa đó là người ta trồng khó khăn, ngoài đời ta làm khó khăn mà mình cũng khó khăn, nhưng mà mình rảnh rỗi hơn cho nên mình chịu khó tưới, tại vì nó có cái nước giếng. Còn thí dụ như bây giờ không có nước giếng á mà ông trồng nước kia mà nó khó khăn thì ông tưới lỗ. Đúng rồi, lỗ trồng nước chịu chả lỗ. Cho nên công lỗ này phải tưới bằng nước giếng nó đỡ hơn. Dạ đúng rồi. Nên nó lỡ gọi là lỡ leo lên cột rồi. Cái điều thứ ba nữa là bây giờ nếu mình không trồng thì mình cũng không có ăn. Thì nó là ok rồi. Với khoảng có thời gian nhiều quá mình không làm gì nó ấy thôi. Rồi cái trồng thì nó nóng á, thì nó đẹp kìa nè. Cái tiểu bang mà nó nóng tới 5-6 giờ chiều thì còn nóng. Chứ không phải chi mà nó nóng nóng giờ này nè, 11-12 giờ, 1-2 giờ trưa xong chiều nó hạ xuống đỡ. Càng về chiều nó càng nóng. Thành ra thì làm nóng quá rồi chạy vô chui vô thì gặp cái máy lạnh trở lại nó là sửa xong rồi, ngon rồi, nhưng mà nó chỉ ngặt cái ống mà hút cái nóng ra đó, không biết làm sao mà nó chưa có vớt, cho nên cái lạnh nó thổi lên mà cái nóng nó vẫn chạy vòng trong này thì làm sao mà chịu nổi. Nó giống như ngọt vậy biết không, thành ra cái nóng nó lạnh như vậy cho nên nó làm cho thầy bị tắt tiếng luôn. Mà thứ hai nữa mình làm ở ngoài, bây giờ đó là những cái thầy trẻ biết. Bây giờ ra năm nay nó vui là trồng vậy, thành ra thôi bây giờ trời Phật cho mình cái chuyện khác thì bây giờ tất cả cái chuyện này là tôi nguyện là tôi bỏ cho Phật bố thí hết. Hồi nãy lấy con heo ra rồi mấy cô nãy lại mấy cô đều vui vậy đó, là tại vì không hoàn toàn mấy cô lại lấy rau thì mấy cô bỏ vô bao nhiêu đâu này ba cái thùng phước điện không đâu có lấy rau đâu. Không, thầy không có đóng cái thùng ấy cho bỏ tiền ra. Thầy có đóng thùng. Có cái bây giờ, ủa tại sao không ăn rau hả? Có ăn rau mà con ít thích ăn canh lắm. Ừ. Dạ, là biết nấu. Vì đi làm ha. Dạ. Đi làm mình sẽ xách canh cho nó nước thôi. Dạ. Bây giờ trở lại thì thôi, thay vì năm trước á, thì tôi làm mãi công sức của tôi nguyện giống như mấy năm mình còn bị tam tai hoặc ách. Mình làm thiện. Thì ra thì làm, thì ngán thì làm, hồi đó thì vừa cái vừa sau này thôi. Vì mà năm rồi bán được 2.000. Thành ra khi mình có cái đóng góp của mình vô, mình rất là mạnh miệng. Ông giáo điều. Còn thí dụ bây giờ tôi chỉ kêu gọi ông thôi. Tiền của người ta không mà mình quyết định cũng mệt lắm, rồi ông cũng nghi ngờ. Thầy thế này kia cho nên sợ gì 2 năm qua thầy làm việc từ thiện nó mạnh là tại vì thầy có đóng góp ở trong đó. Rồi thế gian thì họ nó quan niệm là tiền nó nặng như tiền. Cái miệng đời người ta không nghĩ người ta nói này nó không mà có tiền á thì nó nặng tiền. Nặng nó mấy người ta nặng như mạnh mỹ thôi, cái đồng tiền đó nó thoải mái lắm. Thầy nói thí dụ như bây giờ á thầy đầu tiên là thầy nghĩ năm mà thầy giúp đỡ cho gia đình 100% cho người nghèo thì ai phụ thì phụ, phụ thì mình cũng như cứ tạm dư thì đủ rồi. Thì một năm đó thầy rồi cái bây giờ 100% người nghèo không rồi, cái bây giờ biết là bây giờ tới 500 rồi đó. Con biết con đóng góp vô bây giờ tới 500% một năm là 500%, tại vì lý do 100 là cái gì của mình rồi. Thành ra là thôi năm nay á thì qua cái vườn mà nó làm thì thật ra đó
hôm trước mang cái tiền phân của ông ta, ông chở thì đi mua, ông thấy rồi đó. Tính ra cũng cả 200 bao phân rồi đó nghe. Đúng rồi đó, tiền mà bỏ vô đó cũng khoảng 2.000 đô rồi đó. Đúng rồi. Vì cái vườn mới mà. Từ cái phân vàng. Phân lại là tính ra 4 đồng một bao là 200 một tiền không có chuyện. Vàng, cái vàng, đóng cái vàng, rồi đóng rào, rồi cải thiện đất, cải tạo đất lại. Để mà từ cái cỏ nát mà nó trở nên cỏ mà cỏ chằng chịt như vậy. Thành ra đó là một cái điều. Thì thật ra thì ban đầu ông mướn người ta cài, nhưng mà cuối cùng ta làm được có ngày ta bỏ cuộc. Sao này? Không biết sao mấy ông này ông làm, mấy ông là giống như lang thang đi lượm. À, đi làm ở ngoài, đi tới gõ cửa người ta cắt cỏ rất là. Để đúng rồi, mấy ông già già hay giống như là vô gia cư là ở chung một cái mái nhà vậy đó. Yeah. Cái mướn ông là 1 giờ 10 đồng. Ông ráng nhổ dùm thầy để coi chỉ hứa rồi cái ông biến mất tiêu luôn. Thôi cuối cùng tôi làm. Yeah. Thành ra nó cũng tạm, nó thành tựu được một số công việc. Thì thôi bây giờ cái tiền mà hôm nay bà Phật tử mà cho thầy để thầy mua phân, mua nước á. Họ không cho mình để mua phân nhưng mà họ cúng cho tôi lấy tôi mua đó. Thì coi cho tôi nghĩ tiền để họ cúng vô làm phước đi. Thì bây giờ thôi thì năm nay thầy suy nghĩ thầy có cái tiền khác rồi. Thì tất cả cái tiền này thầy đổ vô dồn hết vô. Thì ra nãy con heo á, cứ gì mỗi lần. Bây giờ quế á, thì một tuần cắt 2 lần. Thì coi như là bao nhiêu là cô vợ Đà Lạt cũng trả đàng hoàng. Còn mấy cái rau luộc dụng cho cô nhận. Riêng với quả Đà Lạt á. Dạ, riêng quế với ớt á. Là cậu canh cũng trả tiền đàng hoàng. Thì một tuần nó cắt 2 lần. Một lần khoảng vài chục đồng. Có khi thì mình đâu có canh cho nó để đi mua cái canh nhỏ nhỏ đó là dùng trình. Thì rồi bây giờ mấy cô mà hay chủ nhật hay đi lại hái rau rồi kia nọ thì mấy con nói thôi vậy bây giờ tụi con cái nào cúng cái thầy cúng nào rau thầy trồng cần khổ thì mấy cô bỏ cho con heo. Này có con heo tới ngày một tây tháng 1 năm 2023 đó mới khui ra cho nó vui. Yeah. Cái các Phật tử khui ra thì mình hiến cái đó hết vô cái đề từ thiện. Yeah. Đó thì bây giờ giống như bây giờ thầy nguyện là thầy bỏ công thì ra vừa là mình làm để cho mình có sức khỏe. Yeah. Vừa là mình tinh tấn, mình không có ỷ lại. Yeah. Thứ ba đó là mình công hiến. Yeah. Đó thì đó là nó như vậy, quyết định nó như vậy, không còn nói gì nữa. Bởi vì bây giờ còn cái vấn đề mà thầy bị bệnh thì mai là bây giờ bảo hiểm mới lo. Ra thì bảo hiểm lo thì chừng nào bảo hiểm cho được bao nhiêu thì thầy cũng làm một số việc khác. Đó thì đó thì thôi trời Phật cho cái này. Yeah. Thì cái kia mình phải cho đi. Yeah. Chứ mình cứ mình gom cho mình hết không được, không biết không. Yeah, thành ra bây giờ đó là nó như vậy. Còn riêng cái mọi công việc ăn uống hàng ngày thì bây giờ nó cũng bao nhiêu. Lúc dài tôi ăn gọn lại chứ tôi tập ăn rau luôn nhiều, ăn gọi là bông cải luôn đó. Tôi luôn ăn đại đi xuống chợ Phú Tây Inh nó bán, khi nó bán sale á mình ăn cho nó đỡ cái gạo á. Bây giờ trở lại cái vấn đề hồi nãy tôi đưa hỏi á, thì kể cho nghe về cái giới người tu á. Yeah. Mấy thầy tỳ kheo á, tăng thì 250 giới, ni thì 348 giới. Còn bên Nam Truyền á, thì chư tăng chỉ có 217 giới à. Chứ ni thì không có, tại bên đó họ, tới giờ họ vẫn chưa chấp nhận là nữ tu. Nó có hai cái hệ phái biệt lập như vậy. Thì thôi thì cái nào cũng có lý luận hay hết á. Chứ không có nào dở. Chư tổ một quyết định một chuyện gì á thì nó đều có cái ý nghĩa hết á. Thì con thấy bên Nam Tông không có nữ tu sĩ. Bây giờ vẫn chưa có nữ. Thấy không? Thấy luôn á thầy. Thì là vậy. Nữ tu sĩ thì chỉ mặc gọi là bạch y thôi. Dạ. Áo trắng thôi. Dạ. Thì sau này thì cũng có một số cũng có đang bàn thảo nhưng mà nó cũng chưa được thống nhất chung.
thì thôi chỗ nào nhận thì nhận, nhưng mà về cái chung á là nó chưa thống nhất chung. Tại sao hồi xưa Đức Phật cũng đã chấp nhận là cho bà gì gì đó, Đức Phật là đã xuất gia rồi, mà sao bệnh Nam Tông vẫn còn chấp tiếp tới bây giờ là sao này? Thôi thì nó, nhưng mà vẫn có cái hay. Hả? Vẫn có cái hay của họ, bởi vì cái lý luận cái nào cũng trúng hết trơn á. Bây giờ nếu bây giờ thầy ngồi bên cái phương diện Phật giáo Bắc Tông mà thầy đi nói bên kia là sai. Đúng rồi, mình không có bình luận. Ý câu chuyện là mình sai trước á, biết không? Dạ, con không dám bình luận như vậy, nhưng mà mình suy luận lại thấy Đức tại vì thời gian Đức Phật lại thế đó là... Từ cổ chí kim á, lấy cái quan điểm xưa á, là những cái việc gì quyết định lớn không có người nữ. Thôi thì bên đó họ chấp nhận mà thiệt. Ông để ý á, cái chữ gì mà xấu nhất á, đều có cái chữ nữ ở trong hết trơn á. Là cái chữ của ông bà viết ngày xưa đó, ví dụ gian, là phu, là dâm, là phụ, toàn là cái chữ nữ trong hết. Đó, thành ra cho nên đúng ra đó, chấp về nữ tướng á, thì tướng á, thì đúng là người nữ nghiệp chướng sâu dài. Còn nếu nói tánh á, thì nam nữ là bình đẳng. Nó có hai cái tánh và tướng. Thì phải hiểu rằng, ví dụ như từ cổ chí kim người nữ á, thì làm cho nghiêng thành đổ nước, làm cho biết bao nhiêu cái việc nó đau khổ cuộc đời này nhiều hơn người nam. Giờ người nam á, ví dụ đi đánh đông dẹp bắc, đi thì thôi thì cái đó cái chuyện của bạn là cái chuyện thế sự anh hùng. Thầy trò mình chỉ nói chuyện đạo. Thì sở dĩ ngày xưa Đức Phật cũng đâu có chấp nhận cho nữ đi tu, nhưng mà do cái sự khải thỉnh và nan, dạ, rồi do cái sự nó tiến hóa của cái tư tưởng loài người, thì là nói về cái tánh là thôi thì nam nữ bình đẳng tánh. Dạ. Nhưng mà Phật giáo mấy bà tuy rằng nói như vậy, nhưng mấy bà phải chịu lép một chút. Có nghĩa là khi đi vô tới đại hội rồi đó thì ai cũng như nhau, nhưng mà khi đi với bạn phải đi cửa sau, đi cửa né né ăn chút, hiểu không? Thì bây giờ phải giữ bát kinh pháp nhân dân. Thì thôi thì bây giờ tư tưởng nam truyền họ nói rằng, họ quan niệm rằng mình đủ cái lực, cái đạo lực như Đức Phật hay không, mà mình nói thừa là phải có nhân nữ đi tu. Ông hiểu như đó thôi. Thì nếu nói như vậy thì mấy chị tổ đó là mình không đủ cái khả năng như Đức Phật. Thời Đức Phật độ nữ đi tu rồi mới, nó cũng rối dữ lắm, rối chứ không phải mà yên đâu. Nó rối giữa các cái tôn giáo khác, nó chống. Vì từ xưa giờ là lúc nào cũng là nữ là không được đứng, năm điều không được làm. Một là không được làm phạm thiên. Không được làm Phật. Cái đó như là Xá Lợi Phất ngài nói với Long Nữ vậy mà. Phải không? Cái đó đâu. Nhưng mà cuối cùng Long Nữ thành Phật đó, ở trong Kinh Pháp Hoa đó mà. Thì ở chỗ đó để nói rằng là cái Phật tánh bình đẳng đó. Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà nói về cái tướng á, sai biệt Phật tánh giống mình đẳng, cho nên đưa ra cái hình là hình thức Long Nữ. Long Nữ là con rồng mà rồng cái nữa. Vừa là súc sanh, vừa là nữ cơ. Nhưng mà thật chất rồng đâu có, đó là nói cái lý thôi. Chứ nếu mà đã đưa ra con rắn cái thành Phật á, xà ca gọi là xà nữ thì lại nó khác rồi nghe. Dụ cái đó Phật. Cái này là qua tới bên bên cái Trung Quốc mới có, nó thẳng đi. Cho nên cái chỗ này là Phật giáo phát triển. Nhưng mà đã thừa nó không có đó, thì có chừng bị rầy. Mà nói có đó, thì nó lại trù tự, thấy không? Nếu nói rằng không có là bị thầy á, bởi vì tại sao tổ đưa ra mà mình
mình dám bài bác yeah. mà nói không có hoặc là bị đầy mà nói có là nó trừ tự. Thành ra bây giờ mình cố gắng mình giảng cái lý nhưng mà đừng có xỉn dương cái mê tín. Cũng như Quan Âm Bồ Tát, ai đi vượt biên, một ngàn người đi vượt biên thì nếu ai là Phật giáo thì hết 999 người Phật giáo đều tin rồi. Mà nếu trên tinh thần đại thừa nói có thì nó cũng không được, mà nếu nó không là hội 999 người này họ chống lại với mình là cũng đủ hoàn rồi, biết không? Bởi họ tin mà trong lớp họ thập tử nhất sanh, họ thấy có một người nữ cởi đầu rồng cứu trong lúc mà trên lên trên trên biển, nghe không? Là lúc đó họ chỉ còn cái kêu cứu là Nam Mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát cứu con thôi. Yeah. Thì cái lòng tin nó như vậy, nó có một sức mạnh để vượt qua cái biển khổ đó, cái biển cái vực biển đó mới gọi là vực biển. Mà bây giờ nó không có là nói nhiêu đó thôi, tôi cũng đủ chết đó chứ đừng nói chi mà nói với người khác. Nhưng mà nếu nói có thì tại sao hàng hà xa số giờ nó cũng còn bao nhiêu cái nỗi khổ niềm đau, sao ngài không thể hiện để mà cứu đi? Thí dụ bây giờ có những hoàn cảnh như bây giờ mình không thấy thì thôi, chứ nếu mà thử tìm hiểu ông tới bệnh viện Chợ Rẫy thôi, ông ở trong vòng chỉ một giờ đồng hồ thôi, ông nhìn biết bao nhiêu cái cảnh khổ, đừng nói chi một ngày. Khổ mà khổ gọi là khổ trầm luân á. Dạ thì con có trải nghiệm gì rồi, con bị con nằm trong bệnh viện là 6 ngày. Không, ở đây thì nó lại khác, ý thì nó lại khổ mà. Đã là thấy cái thân mình nó đã đau khổ rồi. Thầy biết không, là tại vì do thuốc á, thân mình nó nhức nhối, nó đau, nó không được tự tại như bây giờ. Còn mà bây giờ khổ mà, bây giờ tới đó không có người nhà để nhận. Thế thì cái, không, mình không, thầy không có nói gì đụng cái chính trị, nhưng mà thầy nói cái bệnh viện Việt Nam không người nhận rằng ai là người ký giấy để người ta mổ xẻ, hoặc là không ai đóng tiền, ai là người chịu cái đó. Nước mình nó còn nghèo mà, mình nói đi thì phải nói lại, đúng không? Còn mình đặt ra, đặt nặng cái vấn đề mà đòi hỏi nước Việt Nam nó như nước Mỹ thì cái điều cũng không được nữa. Nói đi thì có khi thì thầy cũng là thầy ước ao rằng quê hương tôi, các bệnh viện của đất nước tôi nó được như Mỹ. Đó là lòng ước ao thôi. Nhưng mà mình chửi tại sao Việt Nam không làm như Mỹ thì làm không được. Làm sao có tiền làm như Mỹ. Rồi thí dụ như Mỹ người ta làm cái lương người ta cao, người ta đâu cần ăn hối lộ. Và bây giờ y tá đi vô nó phải nhét bao nhiêu tiền để được vô đó làm. Thì phải lấy lại chứ. Và lấy cách khác với y tá vô lương bao nhiêu. Thấy không? Cho nên mình đã là thật sự ra nó tùy cái hoàn cảnh quốc gia, chứ mình đụng cái chính trị cũng không được nữa. Bây giờ trở lại, thì bây giờ đi vô bệnh viện ông thấy nếu vậy những khổ cùng cực vậy, sao Quan Âm đâu không cứu? Có những người họ kêu gào thống thiết ở trong bệnh viện, chứ không phải họ kêu như mình ngồi để than thở không thôi đâu. Họ quỳ họ lại, bác sĩ họ kêu gào thống thiết, thì như vậy sao trời Phật đâu không cứu? Ông nghĩ phải không? Ý thầy nói nó có tình có lý.